Xin chào tất cả mọi người khỏe không? Em bé bầu vẫn khỏe thôi mọi người. Hôm nay thì Vương lại đi tiếp tục đi gặp được gặp em bé của mình nè. Hôm nay thì Vương em bé đang ở tuần thai 31 tuần 4 ngày ấy mọi người. Hôm nay thì cũng là tiếp tục siêu âm 2D. Coi chụp đèn á. Đây là thủ tục trước khi gặp bác sĩ nè, lần nào cũng thế. Phải kiểm tra. Tôi đã vô phòng rồi, cô y tá đã ra ngoài rồi. Sau khi hỗ trợ Vương xong thì cô y tá đã đi ra ngoài rồi. Mọi người nhìn cái bụng của Vương này, nó tròn tròn dễ thương chưa? May mắn là không có bị rạn da mọi người ạ. Không bị rạn da mừng lắm. Vẫn chưa bị rạn da. Phải nói chính xác là vẫn chưa bị rạn da. Đây, chính xác luôn. 31 tuần, 4 ngày. Bác sĩ đang kiểm tra các chỉ số của em bé. Các bạn nào muốn sinh em bé ở Thái hoặc là muốn theo dõi chu trình thai kỳ ở Thái thì Vương sẽ mấy bạn cứ comment ở bên dưới ha. Rồi các bạn có các câu hỏi rồi thì Vương sẽ hỗ trợ các bạn. Tại vì là chính xác thông tin đó thì cũng Vương cũng không biết nhiều lắm đâu, nhưng mà do Vương là muốn có từ 4 tới 5 bé cho nên là tụi Vương đã tìm hiểu rất là kỹ khoảng có hơn một năm nay rồi, về bệnh viện, về bác sĩ, tất cả mọi thứ. Mấy bạn muốn khám với bác sĩ này thì cũng ok lắm. Bác sĩ này là rất là chi tiết và cực kỳ giỏi luôn, tất cả mọi thứ. Vương chọn bác sĩ này và Vương cực kỳ hài lòng. Tại vì trong quá trình thai kỳ của Vương á, là tại vì do là Vương cơ địa của Vương là Vương nhỏ con, cho nên là khi mà Vương sinh bé á, thì khó để mà sinh thường, tại vì sợ bị hụt hơi rồi này nọ đó, cho nên là Vương sẽ chọn sinh mổ. Mà sinh mổ, nếu mà sinh mổ mà Vương theo cái ý muốn của tụi Vương là từ 4 tới 5 bé thì rất là khó. Phải chọn bác sĩ gọi là đã có kinh nghiệm, dày dặn kinh nghiệm và giỏi để hỗ trợ mình theo dõi cả chu kỳ thai kỳ và sau sinh nữa. Các bạn nào thắc mắc hoặc là có những câu hỏi liên quan tới những cái việc và những cái gì mà trong quá trình thai sản, các bạn muốn tìm hiểu thông tin về bệnh viện ở Thái thì cứ comment đi, Vương sẽ trả lời hết cho. Hôm nay Vương lại chích vaccine mọi người ạ. Xong hết rồi. Và bây giờ thì Vương lại xuống dưới sảnh và ăn bánh anti-en. Vương cũng không biết tại sao mà trong chu kỳ thai kỳ này thì Vương lại thích ăn anti-en mọi người. Và đặc biệt là cái bánh hạnh nhân này. Nhưng mà ăn thích thì thích như vậy thôi, nhưng mà vẫn phải ăn kiểm soát các mọi người. Tại vì cái bánh này thì nó có khá là nhiều đường và tinh bột cũng nhiều nữa, cho nên là chỉ ăn nhưng mà vẫn phải kiểm soát rất là kỹ.